Và như vậy là Sousa đã bẻ ngay rơi giao bóng của Murray. Rất tỉnh táo. Tình huống vừa rồi thì nếu như Murray đánh dọc dây chắc chắn bị bất bại. Và cài bóng rất lỗi của Sousa. Tỷ số 40-15. Tình huống lên lưới lỡ chớn của Sousa. Rất tốt. Rồi Sousa lựa chọn một di chuyển, đó là không trở về center point sớm.